Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì hôm nay rất là vui luôn là kênh Thanh Nhã Vlog được mở lại rồi mọi người. Hình như là mở sớm hơn dự định gì á. Tại vì lúc trước mình nói với mọi người là 14 ngày, nhưng mà mình không biết là lúc trước mình cũng có nói là còn một dính một cái gậy mà tới ngày 26 là cái gậy đó sẽ được gỡ mọi người. Nếu như mà cái gậy được gỡ á thì anh em mình đáng lẽ là sẽ bị chặn đăng video chỉ có 7 ngày thôi. Nhưng mà cái gậy đó còn 3 ngày nữa, còn 8 ngày nữa cái gậy đó mới gỡ. Rồi xong rồi là ăn thêm gậy nữa. Cho nên là cái bữa mà cái gậy 20 ngày 26 gỡ ra rồi là YouTube cho mình đăng video lại liền rồi. Là tính ra 14 ngày nhưng mà chỉ có 8 ngày thôi là đăng được rồi. Mà mình không biết mọi người, mình tưởng là đăng không được. Cái hệ tối này mình mới lên mình kiểm tra kênh, mình đăng lên thử thấy lên được mọi người. Là hiện tại giờ kênh mình chỉ có một gậy thôi. Còn gậy kia thì sau 3 tháng là YouTube sẽ bỏ gậy kia mọi người. Cũng may mắn là điều đó nha mọi người. Thì hôm nay tại sao mình lại đặt cái tiêu đề clip này là không biết nên vui hay nên buồn. Vui á là vui ở chỗ là hôm nay là kênh vlog được mở lại, anh em mình được đăng video cho mọi người xem tiếp. Còn cái chuyện mà buồn á mọi người là kênh mình sẽ mất một thành viên nha mọi người. Cái này là sự thật chứ không phải là chon hay gì hết. Đây có chú Khánh, người lớn ở đây luôn. Thì trong khung hình thì mọi người cũng thấy thiếu ai đó. Là thiếu một Phúc nha mọi người. Do là hổm dài mọi người thấy quay clip mà nhiều clip cũng không có một Phúc nha mọi người. Là mình cũng có nói sơ sơ là Phúc nó đi bán sầu riêng. Thì hổm dài Phúc nó có kinh doanh gì sầu riêng, nó buôn bán sầu riêng gì đó mọi người. Thì lúc trước làm á thì nó cũng có nói với anh em mình là nó cũng phái nghề buôn bán rồi mọi người. Thì làm YouTube được một thời gian thì nó cũng có số vốn. Thì bây giờ nó quyết định là nó sẽ chọn con đường buôn bán, nó tập trung vô buôn bán sầu riêng rồi. Rồi giờ nó nghỉ quay anh em mình rồi mọi người. Thì nó tập trung bên lĩnh vực đó rồi. Mọi người có thương thì qua ủng hộ mua về trái sầu riêng nó ăn, ủng hộ đó nha mọi người. Thì ra đi vậy thì mình cũng không biết nói gì nữa mọi người. Đó là quyết định đó mọi người. Đó cũng như là cái tương lai nó chọn mọi người ơi. Đúng rồi, tương lai ai chọn người đó, với lại biết ai cũng có một cái sở thích riêng cho mình. Mình thích Tạ Tiến Cường, còn riêng thì Hồng Hô thì nó thích kinh doanh, còn Sang thì nó thích xe. Nói chung là nó ngủ sở thích. Chú Khánh thì ông thích chửi người ta. Không nói chơi mọi người chứ dẻo. Mình thấy là con đường đó nó cũng rất là tốt. Đúng rồi, làm chủ con đường đó, ví dụ mà mọi người buôn bán thì sau này còn có cái nước hậu gì sao còn ngon hơn là anh em mình làm giờ nữa mọi người. Làm giờ không biết là sao, sau này thì phải thời gian sắp tới nữa thì anh em mình sẽ như thế nào. Thì nói chung là con đường anh em mình làm cũng trên dên lắm chứ không phải là chững mực đâu. Thì mọi người có thông cảm cho anh em mình là từ đây về sau anh em mình sẽ còn 5 thành viên thôi. Phúc thì tạm phải dừng chân ở đây rồi mọi người. Nó này là ý kiến của nó đưa ra với anh em mình cũng mình. Bữa đó nó nói rồi chú Khánh lên tiếng luôn mọi người. Bữa đó có mình kêu chú Khánh lại nữa, người lớn. Rồi chú Khánh nói giờ cho nó 3 ngày nó suy nghĩ. Thì sau 3 ngày thì nó quyết định vậy rồi. Thôi anh em mình cũng vậy không, cũng chịu theo ý luôn mọi người. Thì mong là mọi người thông cảm nha. Mong là mọi người dẫn xem anh em mình tấu hài nữa. Dẫn như những ngày bình thường đi mọi người. Thì sau này ví dụ mà nó có bán buôn hay là gì đó thì mình cũng lâu lâu mình qua mình quay với nó chơi vậy mọi người. Chẳng bi à cho nó. Thì rồi, ok thì trở lại chủ đề ngày hôm nay. Ngủ thịt mẹ giờ chơi gì. Ngủ dễ ăn lắm. Nóng, nóng. Thì trước mặt mọi người đây. Ăn gì ngủ bóp liền chứ, ơi bụng cho ba lửa. Trước mặt mọi người đây chính là 50 chiếc hộp vịt lộn. Mà hồi nãy có 2 chiếc vịt thúi lên lấy ăn rồi. Và anh ăn 2 chiếc vịt thúi mọi người. Trứng là trứng, mày trứng, mày chơi ăn mầm giấu miệng với mày. Thì đây là 48 chiếc hộp vịt thúi, ối, hộp vịt lộn. Thì không phải là để ăn không đâu mọi người. Mà anh em mình sẽ có một cái trò chơi, một cái thử thách. Thì bây giờ trên tay chú Khánh là đang cầm một cái tờ giấy. Trong đó có toàn bộ những cái câu hỏi. Những cái câu hỏi trong đó chú Khánh sẽ hỏi, anh em mình sẽ trả lời. Nếu như thằng nào giơ tay trước sẽ được trả lời trước. Trả lời thắng, trả lời đúng mọi người là sẽ không bị không ăn 4 ngàn. Ăn chỉ có một chuyện đó. Còn mà trả lời sai là tên khác, miễn sao mà 20 giây á mọi người. Mà có thằng trả lời đúng rồi. Ăn trứng à, lặn trứng à. Mày ăn 2 trứng chứ có một chuyện. Trả lời không được, có một chuyện luôn á. Thì nếu như mà sau 20 giây mà không nào trả lời được thì năm ăn hết. Rồi nãy nghe, người ta nói ăn thịt là bớt xui. Ăn thịt sát xui hả? Ừ. Ok, vậy anh ta 50 trứng cho hết xui. Hôm nay anh em mình cũng hơi xui xui. Ngóc lạnh vậy
Ok thì bây giờ anh em mình sẽ ăn hộp vịt lộn xả xui. Kênh mới cái kênh vlog được mở lại nha mọi người. Lâu chơi với quá. Chơi ba. Thôi nha. Lộn lộn tự tử. Lộn đúng lộn vịt lộn lộn mà. Rồi ok giờ chú Khánh bắt đầu hỏi hỏi rồi. Ok mình chào mọi người nha. Thì giờ mình sẽ đặt câu hỏi cho mấy thằng cu mình. Thằng nào nó trả lời được thì nó khỏi ăn, còn trả lời không được thì cứ ăn ăn chừng nào hết này thôi nghỉ nha mọi người. Rồi câu hỏi thứ nhất. Nghe cho kỹ nha. Ok ok. Đọc nghe. Giơ tay nha. Giơ tay nha. Tại sao con cò khi ngủ phải co một chân? Phải co một chân hả? Ừ. Phải co một chân lên, tại nó ngủ một chân. Rồi ai trước? Danh kìa. Rồi danh. Tại vì con cò nó giống thằng này bị que. Cũng quá. Trời ơi. Có. Rồi tiếp. Tại vì nó thích. Không phải. Đúng không? Ủa? Cái đố này đố mẹo hay đố gì? Cái gì bình thường, đứa mẹ không mà. Con cò. Ừ. Cò. Cò. Một. Mèo đếm luôn đi mèo. Ba. Con cò bỏ dấu hình cò. Năm. Đôi cò. Sáu. Cò. Sáu. Mì trả lời, trả lời mì. Tao không biết sao tao trả lời, mì ngộ mì quá à. Một. Lẹ đi quay ăn đó. Tại vì con cò nó nhỉ, cò cò. Chén gì, bự, lấy cái mì. 16 Từ từ 17 18 Tại vì nó phong tục con cò nó như vậy. Rồi biết rồi. Là tại con cò đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lụng cổ chú hao. Tại cái này con cò dao ba. Tiếng Việt nó gì vậy? 20 Hết giờ. Rồi cho biết đáp án. Đáp án là nếu nó có hai chân thì nó sẽ bị dễ té. Thì nếu mở cò lên hai chân thì nó sẽ té. Cái con dò không bằng. Mẹ. Không cò thì ngủ, xem mình xem trả lời đúng á. Nó phải co một chân nó mới ngủ được chứ nó co hai chân sao nó ngủ. Té hả? Là nó co hai chân là nó té cắm đầu luôn. À, chị con cò nó ngủ. Mày cái con cò này sao cái tính nó ngộ dữ vậy trời. Để ăn. Nó khoái đến một giò hay gì. Ok, vậy? Bây giờ anh em mình không ai trả lời được thì hàng ăn trứng nha mọi người. Thôi còn nóng quá vậy. Nóng lắm. Đầu đập sung sung nghe hầu nhớ tay. Lúc đầu này là ăn ngon lắm nè mọi người. Là chú Khánh là lúc đầu này sẽ hèm nè. Thôi phải nổi rồi. Ta. Đó. Để mình lột cho mọi người ơi, nóng lắm. Giỡn cố. Nói dữ vậy. Nè, vỏ bỏ đây nè. Rồi mọi người nha. Nóng mà độc lạ mà. Độc lạ mình. Độc lạ sao đấy. Ok. Rồi xin lỗi. Rồi cứ tiếp đi, cứ hỏi đi. Rồi chơi tiếp nha. Thôi câu đầu rồi á. Rồi câu thứ 2 đi. Ba đọc đi. Chúng tôi dễ đi trời. Câu gì dễ đi trời. Dễ hay không? Ok để cho câu này dễ nè. Câu thứ 2 là cao lên, cao lên, cao lên. Nó đĩa kìa, con mắt nó dữ lắm. Em học chứ không chạy. Dễ gì. Không có hồn. Rồi, như tháng rồi chưa? Rồi đọc đi, đọc đi. Rồi bớt không? Rồi câu thứ hai nha. Hai con nhím. Hai nhím. Sẽ nói gì khi hôn nhau? Hai nhím sẽ nói gì khi hôn nhau? Rồi không? Đã quá. Một. Không. Hai. Nhím làm gì biết nói? Gì ra biết tao nói gì đó. Tao đố mẹo. Nó mẹ nói gì? Xích ra đi anh. Tại vì nó hôn là gai đậm. Con, đúng không? Dạ nó đúng không? Không. Con. Nhím nó đâu hùng nhau đâu. Đó người ta đang hỏi mà con. Người ta hỏi nó hùng người ta mới hỏi mà mày ngộ quá. Gợi ý nha, gợi ý. Gợi ý đi. Gợi ý có hai từ. Hai từ hả? Ừ. Điểm không. À? Một. Đây. Hai. Đây chị dẹo kìa. Không hùng, ủa? Không nói.
phải. Nói làm đi. Không phải. Ui da. Đúng rồi. Nhiễm đậm đúng nãy rồi. Ta định nói rồi đó mà sao á ư? Rồi đúng rồi, ví dụ như hai con mà con là cũng có gai chân đâm nhau phải ra ui da đúng không? Chứ mà mình đâm nhau là không chỉ. Rồi thì bốn bạn còn lại ngẩn ăn cái bay. Ba bay kìa. Tao nãy trả lời có à, có à, mày ăn đi đừng như vậy. Tôi ăn hết cũng trời. Chị nói gì đó có chơi không? Có chơi không? Ở nhìn cũng thèm quá ha, biết nào được ăn nha. Xạo chó, xạo chó. Ước gì dòng này cũng được ăn người ta. Trời ơi, nước kìa. Đã gì đâu. Rồi để đang tiếp xong sẽ hỏi câu tiếp theo nha mọi người. Chồng ăn hết rồi con. Ê, em càng muốn tiêu tính nước dịch. Rồi ok. Thì bây giờ tụi nó ăn xong hết rồi mọi người. Cái mày của Sang đưa qua cho anh ăn luôn mọi người. Sang với mày. Ok, chúng Khánh sẽ hỏi câu thứ ba nha mọi người. Rồi, tiếp tục câu hỏi thứ ba. Câu này nó cũng nó hơi hại não một tí nha. Rồi hại não luôn. Rồi, tại sao con cua bò ngang? Hiểu không? Tại sao con cua mà nó phải bò ngang? Rồi nói đi. Câu này nghe nghe rồi nha. Rất là lẹ đi. Tại vì nó ngang như cua. Không phải. Rồi đếm đi. Một. Danh. Tại vì đó giờ nó hai. Ba. Tại vì con cua nó có 8 chân. Bốn. Không phải. Năm. Tôi nghe câu này rồi mà quên. Sáu. Bảy. Từ 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 từ. Tám. Chín. Cua. Sao mà. Mười. 11 12 13 Gỉ đi. Gỉ không? 14 Cái khớp khớp á. 15 Khớp khớp hả? À. 16 Đọc bài câu hỏi là tại sao con 17, cua phải bò ngang? 18 Tại vì cái khớp nó không có cái dọc. 19 20 Tại vì nó là khớp ngang. Rồi hết giờ. Hết giờ. Thì cái câu hỏi này thì nó trả lời là gì? Vì nó bò dọc sẽ bị chặt khớp. Ủa kỳ cục vậy thì sao dài dùng vậy? Câu đố. Đúng rồi, nó bò dọc bị chặt khớp á mà. Nó dài dữ vậy. Chặt khớp á là sao? Không, cái này khoa học mình tưởng nó mẹo nữa. Nó khoa học. Đúng không? Thì giờ nó bò ngang được mà nó bò dọc thì nó chặt khớp. Thôi. Rồi thua ăn thôi chứ có gì nữa giờ. Chán. Hoài luôn. Cái câu này nó hơi bị hại hở chút nha mấy đứa. Ai kiếm mấy câu này phút mèo hay vậy? Ai chứng thấy thôi dội, gần dội rồi đó. Dội hả? Ba chứng rồi. Chứng này chứng thứ ba rồi đó. Chứng thứ ba nè. Ừ. Này có chứng này, chứng này chứng ba nè. Nhường nhân danh kìa, danh nó hèm kìa. Hèm mới chịu à. Dội rồi đó. Không thấy ngon á. Tại vì mình mới ăn chứng này chứng thứ hai rồi mọi người. Mình trả lời đúng câu. Ây da. Nó nóng. Câu hỏi này vui nè. Vui. Câu hỏi này vui mà nghe dễ hiểu nữa. Rồi. Sáng ăn rồi chưa? Đúng rồi. Hiểu rồi. Có lúc nào cũng ăn chậm chứ ta. Không cảm, không cảm, tướng hay đi. Rồi bây giờ đọc tiếp là câu số 4 nha. Rồi, đọc. Rồi, nghe cho kỹ nha. Ok. Con gì đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm, mà nằm thì nó cũng nằm. Con. Rồi nói. Con bóng. Bóng. Con rắn. Đúng. Rồi đúng. Này nó tới ba ý nghĩa là ừ, rắn như ní. Con cá được không? Con cá sao nằm nội? Con cá sao nằm hả nội? Con kỳ nhông. Kỳ nhông. Không. Kỳ nhông nó cũng nội được. Vậy nó đúng rồi hả? Sang nó đúng rồi. Cho thêm hai ý đó, cho thêm hai cú hai hằng đó. Ba ý là vậy là thằng Sang đúng rồi hả? Tới mình đi. Con gì đó? Con lương. Rồi. Thì nếu mà thực tế ra thì cũng đúng rồi. Cũng đúng á. Cũng đúng rồi. À, cái bóng, con lịch chú Khánh. Thôi nãy chơi con lương, đi gan mà. Lương lịch giống à. Ừ. Con trùng. Con trùng. Thì cho luôn. Đúng không? Rồi, đúng cho ba thằng thôi, còn hai thằng ăn. Gì? Kỳ á. Người ta nói nãy có ba câu rồi. Người ta nói con mà tự nhiên ông nói trái bóng cũng là gì? Con bóng. Là ba mà nó mang mẹ ăn đó. Thì câu đó ta hỏi con gì là con bóng. Là cái bóng
của mình á. Rồi cho ông ra đáp án nha. Đáp án đó là nói chung thôi gì bồ sát như con rắn nè, con lươn nè, con trùng nè, thì lúc nào nó cũng nằm không chứ nó đâu có đứng được đâu. Đúng không? Trời ok, rồi, con nào không có chân là nó đó. Cái bóng mình nằm mà. Ta hỏi con rồi hỏi cái rồi. Ta hỏi là con gì? Nghe hiểu không? Đây là lặp lại nè. Con ăn gì đi nằm, đứng nằm, ngồi cũng nằm mà nằm thì nó cũng nằm. Rồi hay nào đó. Cái hỏi hay nào đó. Cái hỏi hay nào đó. Cái thèm á. Cho xong mày cái lực ta hết cái bằng chứng luôn. Ghê, trời ơi, hút kìa. Độc lạ. Trời ơi, rồi, bây giờ là chưa? Rồi. Tiếp tục nha. Rồi, tiếp tục. Tục câu thứ 5. Câu này thì nó cũng hơi... tính ra nó hơi hài não một tí nha. Đó, hài não nữa hả? Hài não một tí. Ngáo luôn. Rồi, câu thứ 5. Tại sao mặt trời lại mọc vào ban ngày? Có. Năm. Mặt trời lỡ giờ mặt vào ngày mà nghe vậy chắc là bùa vốn rồi, tại vì chờ mặt trời là ngày nóng nóng nắng giống rồi đó. Một hai, tại vì trái đất nó quay nên mặt trời nó đứng yên chứ mặt trời không có nóng. Bốn năm sáu, tại vì trái đất xây. Tám đang kỳ trái đất xây vòng vòng trên xây luôn. Mười, mười một. Tại vì mặt trời nó sáng nên là 12. Là tên kêu ban ngày. 13. Đúng không? Không. 14. 15. 16. 17. Mười tám. 19. 20. Đó, ăn luôn hả? Ăn luôn. Bán 13. Ăn luôn mà đọc luôn nè. Nếu mọc vào ban đêm thì người ta sẽ nói là mặt trăng. Đúng không? Ủa? Đúng rồi. Hợp lý. Cười ghê. Nó hại não mà. Nó đang hại não mà, đúng không? Phải hạ, nếu mà nó mọc ban ngày thì đúng rồi, chứ nó mọc ban đêm người ta nói nó sẽ là mặt trăng thì sao? Rồi, rồi. Không có nấu cái gì nữa chứ. Ăn nè. Ăn nè, nấu đi đâu. Rồi. Mọi người nè. Ngon rồi. Rồi tiếp luôn. Tiếp sao luôn. Sao giờ em nhìn chiếc này nó lạ quá ta. Đồ bự con lẹ đi mày, mày gian mày. Thôi để chúng giúp tầm chứng đó. Chúng tầm chứng đó. Tầm chứng đó phải không? À, rồi, ok, bây giờ mình tiếp tục câu thứ 6 nè. Câu này nó cũng hơi hại não. Đó hả? Thôi, nhỏ dễ đây. Rồi câu thứ 6 nè. Nghe kỹ nha. Tại sao mặt trời lại mọc hướng đông? Tại vì đó. Con. Tại vì trong khi chơi tiêu ký. What the hell? Gì vậy? Thôi vậy chắc hưởng nhân chứng thôi á. Ui, nó nói là tại vì con cây cho chấm đốt á. Rồi là cây tây du ký. Tại vì nó không học mấy hướng khác. Sai. Một. Trong tây du ký mà không đồng nữa. Hai. Tại vì trái đất xây theo chiều đó. Nữa mày xây hoài. Bốn. Tối ngày mày xây hoài. Năm. Sáu. Rồi biết rồi, tại vì nó không học mấy hướng khác. Mới trả lời cho đó. Tám. Trên mấy con này khó dữ trời. Mười. Mười một. Nếu nó học mặt hướng đông nó không phải là mặt trời. Mười ba. Mười bốn. Nếu mà học hướng tây là người ta sẽ kêu mặt trăng. Tụi lao ba. Mười sáu. À con biết rồi. Mười bảy. Nó hướng đông người ta đi kêu là hướng đông. Mười tám. Mười chín. 20. Ăn rồi. Gì nữa. Điếm gì nữa rồi gặp lên luôn. Cái câu này nó trả lời là gì nè. Dạ. À, vì ban đầu người ta không đặt tên nó là hướng Tây. Đúng không? Tại người đặt nó là hướng Đông thì nó là hướng Đông. Người ví dụ người ta đặt tên là hướng Tây nó sẽ là hướng Tây. Ai ra mấy câu hỏi này vậy? Trời xem xem nữa mà đặt cái tay du ký rồi. Du ký chứ mày. Tự nhiên tay du ký. Tự nhiên là nó trong phim du ký. Nó bị nhiễm phim đại thiên rồi đó mọi người. Tự nhiên nó tay du ký không biết gì đâu rồi. Tay du ký mặt trời mọc đông tay hàng kia. Ủa có mình fan tay du ký mọc hướng đông hả? Tại chứ bốn giới vậy hiện đông đó. Ở ngoài đời bộ mặt trời nó mọc hướng tây hay gì? Đẹp. Ok.
mình thấy hơi ngang, bất an, hơi bất an trong lòng. Mình thấy hơi bất an, là mình đang điện táo trứng rồi đó. Mình cũng thấy mình hơi đuối với mình. Hồi nãy nghe nói mua đồ mua 100 trứng mà. Ủa, trời ơi, trời nãy giờ em chưa ăn. Mới có câu hỏi thứ 6 mà nó muốn dội hết rồi. Rồi, tiếp luôn. Tiếp bạn. Hả? Chồng nhanh luôn đi, nặng sao chồng trứng đó. Con là ăn tiếp luôn, con làm dịch sẵn luôn à. Đủ quá. Trời ơi, để đi. Dạ. Nó mới hủ. Tiếp luôn. Vậy hả? Rồi, ok. Câu hỏi thứ 7 nha. Nghe kỹ nha. Con gì dưới nước mà không biết bơi? Con gì ta? Con này nó hay hại não nè. Con mũi dưới nước hả? Mũi dưới nước bơi. Là con mũi bơi hả? 2 Mèo nó đang đi. 3 4 Con ốc. 5 Đúng rồi, con ốc. Đúng không? Ốc đâu biết bơi. Ai con cua? Không. Không, mấy người đó. Con bơi chứ. Con ngộ hả? Không. Nước bơi nó biết xuống nước mà. Ủa sao con biết bơi đó nhỉ? Con dịch. 8 Con gì ở dưới nước mà không biết bơi? Dưới nước mà không biết bơi hả? Con gì ở dưới nước mà không biết bơi? Dễ. 11 2 từ. Rồi 12 3 từ. 3 từ chứ luôn. Rồi 3 từ. Mày nghĩ lại nè mày. Ốc vàng. Ốc vàng gì? Ốc vàng có sông hả? Cái này nước mà. Con gì ở dưới nước? 15 À biển hả? Sông ta? Ở dưới nước. Dưới nước biển á. Rồi nước biển. Con hiền nhỏ thì không bên hiền mái lên đến. Rồi luôn 17 luôn. Con cá hồi lòi. 18 Con san hô. Con rắn biển. Đúng rồi đó. Rồi vậy đúng rồi. Ủa? Con bay ăn á. À san hô là cũng là một loài động vật. Con san hô. Nó thực vật chứ. San hô là động vật. Thực vật. Nên bạn mà coi Google miễn phí. Nói đi Hồng Sơn đi là biết rồi. Google lúc nào cũng miễn phí. Còn cái này là hồi là phí lắm nè. Làm sao? Đuối quá mệt. Tao 7 trứng rồi nè. Rồi thì để cho tụi nó ăn. Wow. Ăn ngon luôn được mấy trứng mệt luôn mọi người. Ăn mình như ăn 6-7 trứng vậy á. Không phải đầu ngon lắm nha. Nó mệt chứ không phải là nó ngán luôn á. Nó nâu á. Mọi người nói ra ăn nhiều nhất mà. Mọi người nói nha đâu rồi. Con có cả một con. Trời, gâu găm nữa. Không nói gì. Nhận nhận qua đây, em quay bệnh đi ba. Quay bệnh. Ok mọi người. Xì quá vậy. Xì. Dơ nha. Ok mọi người, mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like đăng ký kênh hộ anh em mình nha. Còn bây giờ thì chào và chào tạm biệt mọi người. Bye bye.